đại nhật kim viết một thân và hai thân cho đến vô lượng thân đồng nhập bản thể lời này nói rất hay bản thể là chân thân của chúng ta là chân ngã của chúng ta thân này là giả ngã không phải là chân ngã đây là chân ngã một thân hai thân một thân là ta hai thân là người có ta có người cho đến vô lượng thân Thân tức là hình thể Người có hình thể gọi là thân người Súc sanh Chó có thân chó Gọi nó là thân chó Chim chóc Chúng ta nhìn thấy thân chim Kiến muội Chúng cũng có thân cây cối hoa cỏ nó cũng có thân. Núi sông đất đai nó cũng có thân, chỉ cần nó có hình thể tức là thân. Chúng ta có thể nhìn thấy, có thể rờ được, đây là thân. Đồng nhập bản thể. Đều là bản thể sanh ra. Đây chính là nghĩa của căn bản. Lại bổn là bổn tâm Tức tự tâm của bản nguyên Lại bổn tánh Nên có tánh đức Lại có chữ căn bản Chí quan thiết yếu Đây là gì? Dũng cỏ như người điên vốn có đầu của mình chắc chắn là có, không phải từ bên ngoài mà có. Đây chính là nói bản thể vốn có. Dạng sự dạng pháp nó có căn bản. Căn bản này chính là tự tánh. Cũng gọi là pháp tánh. Cũng gọi là chân tâm. Cũng gọi là bản tánh. Đối với sự việc này Phật dùng mười mấy danh từ đều là sự việc này một sự việc vì sao nói nhiều danh từ như vậy đây là phương tiện thiện xảo trong dạy học của Thế Tôn nói với quý vị không nên chấp trước tướng danh từ tướng danh tự là giả Quý vị từ trong danh tự ngộ nhập chân thật Vậy là đúng rồi Không cho quý vị chấp trước tưởng danh tự Không cho quý vị chấp trước tưởng ngôn thuyết Ngôn thuyết là giả vậy Tất cả hiện tượng đều là giả Quý vị phải từ trong giả để ngộ nhập chân thật Trong tất cả giả tưởng có chân thật trong tất cả sự giả cũng có chân thật kỳ diệu quý vị nhìn thấy chân thật rồi liền thấy tánh không chấp tướng không chấp tướng quý vị liền thấy tánh chấp tướng thì không thấy được tánh chấp tướng sanh phiền não thấy tánh sanh trí tuệ chấp tướng quý vị liền chịu khổ hiện tại quý vị liền an vui tịnh định an lạ là... cho nên đáng quý nhất là quý vị ở trong tượng thấy được tạnh